chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay sẽ tiếp tục đi solo squad ở cái map Irangle này. Nhưng mà trận này thì mình sẽ làm thử thách. Đây rồi, vừa nói xong. Thử thách có nghĩa là mình sẽ nhặt được súng nào thì mình sẽ cầm súng đó bắn đến cuối trận luôn. Thì đây, như anh em vừa thấy, mình mới nhặt được cây UMP. Thì trận này thì mình sẽ dùng cây súng này để solo squad nha. Cùng xem là trận đấu này cây súng này có giúp Linh ATM lấy được top 1 hay không đây. Khá là đông ở trong Bochinki anh em ạ. Hôm nay lại nhảy khu vực mới. Thử vào Bochinki xem nó có xịn sò con bò gì không. Đây này đấy. Bên ngoài kìa. Nhảy nhót như kiểu là được mùa vậy. Mình chỉ đẩy sang luôn nha. Không để cho mấy ông này có súng được anh em ạ. Bọn nó có súng là tí mình chết đấy. Độc cọc rất đông xung quanh mình luôn. Chỗ nào có người anh em ạ. À, chạy dưới này. À chạy này. Đây rồi, ngay bên nhà phải mình thôi. Trái cũng có luôn. Ui đồng thế. Từ từ thì mới khoai mới nhừ được anh em ạ. Đấy dã nhau rồi. Chỗ này chắc phải đến đến 2-3 team. Đi đâu vậy anh trai? Đi đâu vậy anh trai? Gạt luôn anh em ạ. Đây. Bên nhà bên. Đấy, ui dã dò kìa anh em. À đây rồi, có một anh dài ở chỗ này. À nhảy ra rồi này. Đi đâu? Ôi trời. Đi đâu vậy anh dài? Ý, đóng cửa cho chuyên nghiệp. Đóng cửa thả chó. À bên ngoài có một tên này. Đi, á, à, nhảy vào nhà rồi à? Nhảy vào nhà làm gì vậy? Nhảy vào nhà, làm cái gì vậy? Cờ liên một team rồi anh em. Dám nhảy vào nhà định ăn mình anh em ạ. Ui, nó có AK, UK98 này. Ui không được, mình bắn UMP mà. À, định làm gì ở đây? Dình ai vậy dân chơi? Hello bác tài. Thế là đây là team khác nữa anh em ạ. Đồng phết chứ chả đùa. Mình sẽ đi tìm lốt. Hello mấy anh ta. À đây rồi, thấy. Nào chạy sang đây. Ui, đồng nhiều tiếng chân thế. Nhiều tiếng chân. Thế này thì sao mà chơi. Bình tĩnh. Hết sức là bình tĩnh anh em ạ. À đây rồi. Làm cái gì ở trong này. Ui dồi ôi. Nó lại dễ quá cơ. Ui bên này sóc lọ này. Căng thế nhờ. Đây này mình vào mình gạt giò luôn ông này. Không cho ông này gọi là sống sót. À bạn nó nhảy sang. Ui dồi ôi, nhảy sang này. Này thì nhảy sang cứu đồng đội này. Chạy đi đâu con sâu. Bạn nó tiếp tục này. Ui ôi, đông quá, trời ơi. Hơi đông. Hơi run thôi anh em ạ. Vứt hết mấy cái này đi. Rồi đỡ chật chỗ. Mình sẽ kiếm trận này thì chắc chắn mình sẽ bán UMP rồi. Mình xin phép thì mình nhặt thêm một cây sniper nào đó thôi. Đâu rồi, lọc cọc đâu rồi. À nhà bên anh em ơi. Từ từ. Nhà bên à, đây. Này. Tặng cho bạn trái nét này. Bây giờ thì mình ù tai thì mình công sang luôn. Ơ trái phải đều có, đông thế nhở. Còn nó cứ dàn ra, sợ thế nhở. Đi đâu. Vào nhà tôi á. Vào nhà tôi mà không xin phép này. Chủ nhà đứng lù lù. Đây ngay bên dưới anh em ơi. Chạy rồi, nó chạy rồi. Chạy đâu con sâu này. Tìm và tiêu diệt ngay. Mình cầm thêm cây M4 nha anh em. Cầm để phòng thôi, tại vì súng kia hết đạn rồi. Tí mình nhặt được đạn thì mình quăng đi. Đi tìm đã. Đây. Ông này chạy, mình chạy một vòng rồi mà không tìm thấy ông này luôn anh em ạ. Đâu không biết. À, bên đường, đây rồi. Tìm một vòng môn nhìn kỳ rồi, ông chạy đi đâu. Đi đâu con sâu, ê hô hơ. Là. Đang dình này. Mình nghe thấy rồi. Không bao giờ có thể chạy thoát được mình anh em ạ. Vẫn lốc. Vẫn là lốc. Như vậy là ủa thế mình nghe có hai tiếng chân một thằng chạy sang đây rồi. Ủa chỗ này nguy hiểm thực sự anh em ạ. Mình nút nốt rồi mình té. Không nhây được với bọn này anh em ạ. Mình cầm thêm cây M4 để coi như là hỗ trợ một chút xíu thôi. Mình nhặt được cây kia thì mình quăng đi anh em ạ. Sniper thì mình quăng đi. Bây giờ thì mình đi nha.
Mình bây giờ đây, mình đi tìm thính anh em ạ. Đây là cái thính. À, có bác Tài. Bác định đi đâu? Ừ. Bác định làm gì đây? Úi trời ơi, bác định làm cái gì? Mình chặn đường bạn rồi. Thế nào ở đây? Vai nhở? Ui đau 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 đau. Bị lấy tiếng rồi, mình chỉnh cái đã. Đi ăn thính một mình anh em ạ. Ok, bình nước ạ. Bạn của cậu đâu mà cậu đi ăn thính một mình vậy? Ừ, có xe tới. Bạn nó. Cậy. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Cậy. Ui. Không được rồi. Ôi. Ui anh ơi. Anh ơi. Ui giời ơi, may quá. May mà có cây M4 hỗ trợ vào đấy, không là mình hoảng quẳng rồi đấy. Ui hai thanh niên đâm vào. Ui vãi trưởng ạ. Một pha hành động cực mạnh anh em ạ. May mà còn 40 viên đạn 5. Uầy, thế là giàu rồi. Ui X6 này, ngon thế nhở. Các thứ luôn anh em ạ. Gọi ok, M4 chỉ để dự phòng thôi. Mình bắn súng chính là UMP. Lúc nào cấp bách lắm mình mới nhặt, à mình nhặt được súng khác thì mình mới coi như thế là bỏ ra thôi. Ơ, chúng ta chạy qua đường này. Làm gì đấy? Làm cái gì đây? Ui trời ơi, Việt Nam. Ôi, ông này chạy đâu vậy? Chạy từ... chạy sang... à, hình như là chạy sang đây. Để lấy xe. Ông này... Đây. Mình đứng vào đây. Mình gạt gió bạn luôn cho được việc này. Bạn bò đi đâu cái tầm này? Bạn bò đi đâu? Hello bác Tài này. Cái gì? Bi đây à? Bi đây. Rồi, mình té luôn anh em ạ. Lãi rồi. Lên xe té thôi. Vào đây lấy cái xe. Mình lấy luôn cho bạn đỡ khỏi lấy. Mình cũng giúp bạn nhá. Mình cũng lấy xe đấy. Chúng ta là coi như thế là giúp đỡ lẫn nhau. Thôi, té thôi anh em. Tìm phương trời mới. Red zone này. Từ lượn qua cái khu vực này xem sao anh em ạ. Ui, có người. Đây rồi. Chạy. À, chạy lên tầng à? Nào, lên tầng đi. Nào. Uầy, hai tiếng chân cơ anh em ạ. À. Hơi khoai, từ từ đã. Mình về coi. À, lên đạn sẵn sàng rồi, chắc là đang ngồi ke mình anh em ạ. À. Í hí. Hello, hai bác Tài. Hai bác Tài ở đó làm gì vậy? Đây, mình. Ui, có thằng. Ui, mình. Ui, mình đang định phách quả bom. Nào, chạy ra đây. Chạy này. Úi giời ơi, mình xây trước bạn ơi. Bạn thò ra chỉ có chết thôi. Nào, thò ra. Này thì thò ra này. Gạt nó. À, vẫn thò này. Úi giời ơi. Phê. Quả này mình đẩy thẳng vào luôn à. Thế là chỉ có một thằng ở trên này thôi. Mình đang chạy ra để fake, để gọi như là dọa nó một cái. Thế là thằng kia nó phi sang anh em ạ. Đâu rồi? Đây, ngồi trong bên phải này, ngồi bên phải này. Ngồi bên phải này, mình nghe thấy bạn rồi. Bạn chạy ra, bạn ngồi kem mình á. Ui, đạn xanh này, à đạn chín này, nhiều thế. Anh em này cũng có đam mê với UMP anh em ạ. Uầy, cái UMP nắp cái giảm thanh vào bắn nó phê thật đấy. Phắc. Ừ, quay lại lút xem thanh niên này có gì đã. Nào, bác có gì nào. Ui, K98, đổi luôn anh em ạ. Đây rồi, đổi lấy cây K anh em ạ. Thêm cây sniper nữa, bắn xa thôi. Để lấy X6 anh em ạ. Thôi, té thôi. Bò mãi trên khu vực này, một cái bo vòng bo mà mình rất ít khi mà chạy tới đây luôn. Cái khu này mình rất ít khi chạy tới đây luôn. Đây, trong đây không biết có người, à có người. Ui ôi, nó thò cửa sổ kìa. À, có người. Ý. Dừng lại, chơi luôn anh em ạ. À, bắt xe bên này. Không phải người ở bên kia. Nào, úi giời, một thanh niên chạy qua kìa. Nào, thò ra. Mình vừa chạy qua cái thính bú được cây ốp anh em ạ. À, chạy lo do à. Nào, thò ra. Úi ôi, vẩy xịt. Mình vẩy thêm một tích tắc nữa thôi là bạn. Nào, úi ôi. Ui, thằng MK ở đâu vậy? What the hell? Thế là ba thằng. Nó bắn mình nhở? Đâu rồi? À, viền tường. Thấy rồi. Nào, mình nhử bạn này. Bạn thò ra, bạn bắn hộ mình cái. Nào, bắn đi. Này thì ngó này.
Nói rồi, ngó gì? Làm cái gì vợ anh dai? Hí 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 hí. À, thỏ ra cứu bằng. Thỏ ra cứu bằng nào. Lần một lần nữa, một lần nữa là hai lần luôn này. Ui sấm mốc rồi. Từ từ, mình uống nước lên xong mình đẩy đi. Đẩy luôn anh em ạ. À. Không chơi nhây với bọn này được. Nhây ở cái tầm này là bắn nốc thì bọn nó cũng cứu được thôi. Nên là mình phải đẩy vào anh em ạ. À. Mình đẩy sang luôn. Tóc không xoăn làm sao phải xoắn. Mà tóc mình có xoăn thì mình cũng không cần phải xoắn anh em ạ. À. Từ check lại đã. Tại vì vừa nãy mình thấy có một thằng nó vòng sang bên phải này cơ. Hơi nguy hiểm. Được. Fake thêm quả sầm mốc nữa này. Che tầm nhìn của nó đã. Thêm quả nữa. Ở cái đầu này này. Đấy, che hết tầm nhìn đi thì mình sẽ sang được. Đây, bây giờ sang là hợp lý này. Nào. Bắn nhau không mấy anh dai. Hi hi. Hello mấy anh dai. Đây, dừng ở đây. Úi có thằng ngoài, có thằng bên phải kìa. Nào, ra đây. Hello. À, biết mình sang rồi. Đang làm lòm dòm anh em ạ, vẫn đang lòm dòm. À, mở người ra, chia người ra. À đu đây rồi. Nào chạy đi. Ui giời ơi. Quăng lửa cơ à. Mình không biết múa lửa đâu cậu ơi. Ba người, mình chỉ có một thôi. Các cậu ngon thì bơi hết vào đây. Mình cân tất. À đây rồi. Tầng 2 à? Nào. Tầng 2 này. Ui. Đứng thêm một giây nữa thôi là có vẻ đẹp không? Bạn chạy sớm thế nhở? Làm gì mà phải coi như thế nào là nhanh chuyến vậy? Bọn này nó cũng không dám công ra anh em ạ. Này, tặng bạn này. À lết nết. Ui càng. Được đấy. Ui. Đúng lúc công nhà thì lại sương mù chứ. Định mệnh. Sương mù hơi khó chơi anh em ạ. Khó thì mình cũng phải chơi. Có thằng ở trên nóc nhà. À bây giờ bắt đầu công lên à. Được. Con nhào vô. Bơi hết vô đây. Linh cân hết. À quăng bom à. Đây này. Trước khu nhà của mình luôn này. Nào. Quăng bom. Ý. Chưa biết mình ở ngoài. Ý. Mấy thằng à trên nhà này. Trên nóc. Công ra này. Công láo này. SVN à. Ui. Dung MC này. Cam mình không có được đâu. Còn một nữa thôi. À bây giờ lên rồi. Nào. À sang trái à. Sang trái à. Nào sang đây. Con bơi vào. Chạy đi đâu. Ui trời ơi chạy à. Chạy đi đâu. Ui trời ơi. Chạy đi đâu. Đi đâu. Đi đâu vậy bác tài. Trời ơi. Như vậy thì chết. Từ anh em ạ. Bò 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 này đau lắm. Anh em nhìn máu nó rút kìa. Chạy thẳng vào bo luôn anh em ạ. Bo này cuối vẫn còn 4 cháu nữa cơ. Ăn thằng bên thằng 4 thằng là chọn 20 kill luôn, hợp lý. Đâu rồi? Tôi chạy vòng vòng mà không thấy luôn anh em ạ. Cái vòng bo nhỏ thật là mình lượn như thế này mà bọn nó không bắn mình luôn này. Vô lý. Á đủ. Ui, đâm không chết kìa. Có thằng mới chết. Ui, vô lý thế. Lại đâm quả đấy không chết nhỉ? À, đứng dậy với chúng tôi này. Đứng dậy à. Bạn đâm không chết không có nghĩa là số bạn cao. Ok. Đi đầu trên kìa. Một thanh niên đã bị nốc rồi. Đâm không chết à. Thì mình tặng bạn coi như thế là một mã đạn vào mồm thôi. Đơn giản và nhanh gọn lẹ. Lao body. Một viên. Body. Ui nó bỏ khuất rồi. Trời ơi phí thế. Ui phí quá anh em ạ. Tí nữa thì ăn được con hàng. Hơi phí. Nhưng mà không sao. Nào. Thò ra. Ui không được rồi. À vẫn thò à. Vẫn thò này. Ui vẫn xịt này. Định mệnh. Chạy này. Đậu má con ca. Phí thế nhở. Rồi. Nó chạy lướt qua. À sầm mốc à. Thế là trên đấy còn 2 team. Thì mới lúc được nhận. Ờ đúng rồi, 2 team anh em ạ. Hai team. Mình phải kiếm thêm mấy quả bom. Đây rồi, bom. Được. Cầm tạm mấy quả. Quăng cho nó vui anh em ạ. Có tiếng nổ vui cửa vui nhà.
Bây giờ thì làm gì? Ui, lại lốc kìa. Vẫn lốc anh em ạ, lốc lên lốc xuống nãy giờ. Đâu rồi, lên bắn nhau đi. À đủ bắn nhau rồi, vừa nói xong thì bắn luôn này. Ở đây này, vừa lấy có thằng này. Đâu rồi? À đây đây. Ngắm nghía này. Một viên đi luôn. Thế là ô. Thế là vẫn còn hai thằng. Vẫn còn hai thằng. Trời ơi, thế là mình lốc thằng team này à. Đậu má bạn luôn. Nào bây giờ, ui mình trong bo mày thế nhở. Ô. Ô không phải. À, thằng vừa lấy là mình lốc anh em ạ. Múa lửa đi bạn ơi. Ui quả này không tới, đây này, quả này sẽ tới này. Sẽ tới này. Định mệnh của chúng ta đã bắt đầu lên. Ui ăn quả bom như thế thì thốn. Ui giời ơi, ăn quả bom đấy thì nó lại bảo không thốn đi. Quả đấy là yếu lắm rồi đấy. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái thử thách mà một số bạn đề ra cho mình. Đó là nhận được súng nào ngay từ đầu thì dùng luôn súng đấy. Đây, UMP đây. Solo squad luôn, 19 kill cũng được anh em ạ. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh nha, và comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới. Và bây giờ thì bye bye, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. 19 kill xem bao nhiêu đam rồi. Ui 3.200 đam lận cũng được anh em ạ. Hí hí.